Ra nó hay gì đam mê các bạn. Ui ui, trời ơi Bảo ơi là Bảo. Ủa gì vậy? Chịu Ủa gì liền. liên quan gì có thằng Bảo đây nữa? Ta đang đi thấy nó ta té. Em đi thấy nó tập té. Nó liên Ý quan gì? trời. Ta té. Chào tất cả mọi người, mình là Pammy. Mình là Bảo Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay cái này sẽ chạy đua, nhưng mà không phải đua bằng bình thường nữa nha mọi người, mà đua bằng tấm ván trượt ấy. Đó, như mọi người thấy là mỗi thằng đều đã trang bị một cái ván trượt rồi. Và cái game này là rất là khó nha mọi người. Và mình cả cái này sẽ quyết định là chạy tới set thứ 50 thôi. Game này có tới Okay. 70 set lận. Đấy, mà năm thứ 50 thôi là muốn ái ra quần rồi. Đấy. Đây là một trong những game đập bàn phím nha các bạn. Đúng. Rồi, bây à, giờ chuẩn ủa bị sao nha, mày tao đếm rồi một hai cái đứa ba đứng là vô nha. chân trước chân sau, còn tao đứng hai chân chàng hãng rồi vậy. Thì ai biết mày. Rồi chuẩn bị nè, tao đếm nè. Một, một, hai, ba. Ủa, Đưa, mày hành trình bắt đầu. Hiện tại là Kia đang dẫn đầu nha mọi người. Vô. Đầu con khỉ, tao đang đi trước mày là ba. Ủa, sao tao đi trước mày mà? Lắc lắc đây, mỗi đứa lắc một kiểu đấy. Ồ, vậy chút nữa sao kính mà. Nhưng mà không không sao đâu, không có tí tí cái nó thành tắt nó gì màn không. gây giờ. Đó ơi. giờ đua vấn đều nè. Đó. Úi trời. Ui khá cái là chạy tao bay rồi. easy. Trời ơi mày đi nhanh chứ vậy? Và mày nó đi rớt xuống dưới vực luôn rồi. Trời cái lỗ đó là mình xẹt. À! Đó, giờ cách biệt rồi đó. Má ơi, mới vô đã nghe có được khi tiếng nào tiếng la rồi. Ủa, tại vì đâu sao có Bobby ta. nó ở lại được cái tấm vé nó đi vậy? Úi thôi. Vậy là do mạng của Kia nó bị sida rồi các bạn ơi. Tao với cái chính là tao đứng một chỗ rồi, cắt đứt rồi. Mình đang ở trong cái này gọi là ván trượt đôi, ván trượt nửa. Đôi gì mày lo mày lái để mày nhập chuyện nữa. Rồi tao qua tới cái bảng easy rồi nè. Ồ, ủa nãy giờ là mới tutorial mà sao có chết nhiều dữ vậy? À, quỷ bảo nó qua như một cơn gió luôn á Thì trời. bởi. Từ từ Bảo Mập ơi, chuyện đâu còn có đó, từ từ Bảo Mập ơi. Đi như một cơn gió luôn các bạn ơi. Bảo coi. Mập nó 14 mà tôi mới có 10 à mọi người ơi, quá đáng thiệt chứ. Ấy! Trời. Tính ăn gian mà không được. Ôi mày tính ăn gian luôn à? Cũng gì ăn gian. 15 nha, 15 nha, 10 tuổi gì ăn gian nha. Từ đợi tao với, đợi tao với, tao đang đi tới nè mà tao chưa có thấy đứa nào hết nè. Đèn đâu ta? Ủa sao tao đi nhanh không được ta kỳ vậy? Kia ôi ra 13, kia ra giời 13. Ui dồi để dành một giây ôi. ra để la thôi bỏ đi. Để nhớ từ phải không? Chạy chú lú qua đó từ rồi. Trời ơi, cái đầu hai mái tôi rớt ra ngoài luôn rồi. Rồi hả? Chết, à, đồng kia nó lên rồi. Cứ cần bóp bóp bóp, cần bóp bóp bóp, để con đứa bóp bóp bóp, để con đứa bóp bóp bóp. Ủa, đứa cái tấm dây đứa nào nó chạy vòng vòng vậy? Chết rồi, tao quá, nó chạy cho tao té bà nó luôn rồi. Nó có lưu lại không vậy? Nó chưa đụng nó có lưu không? Cái dáng nó đang chết người đâu, người đâu. Thấy Bảo rớt rồi. Yeah, tao qua rồi. 20. Ghê. Cố lên. À ghê ta. Khó lắm mọi người ơi, khó cực kỳ. Medium luôn rồi. What? Bạn nhìn lên thẳng ở giữa màn hình nó có chữ Switch to buy á, là đi bằng xe đạp nha các bạn. Có tiền chín chín rồi bất kỳ mua đi xe đạp nha. Không, xe đạp khó lắm bà, xe đạp khó lắm. Kia nó chưa mua thử mà nó cứ than khó hoài à. Mua Kệ nó tốn đi. mình đang mình đang đua ván trượt mà. Cần quá gì mà, cần quá gì mà kìa, cần quá gì. Quái quá kia lắm rồi. Nghe ngoài đời quái là quái luôn nhé. Bà mày đi nhanh quá nha bà mày. Té tao mày, té à tao. Dạ. Rồi. Mày đi ăn gian hả con? Tính đi ăn gian mà không được cái bực ghê á chứ. Dạ, đậu bỏ. Đấy, ăn gian được nè. cười hay lắm. Con bảo đang gian cho coi. Mẹ không ơi, gian. Mẹ ơi. Cái game này nó khó đi chứ. Oh! Tao qua được rồi. Ăn gian được mày ơi. Có đi bình thường đi tao ăn gian còn thì lại còn ơi. Chút xíu. Yeah.
Yeah. Đá con gà đúng bên này ta. Ê, lắc tao lên 21 rồi. À, 27 rồi. Trời ghê vậy. 27 rồi. Trời, cái sáng nó vẫn đưa đi luôn các bạn. Thôi nó đi rồi. Lắc cơ. Ui, cái này khó dữ vậy ta. Trời. Ủa sao tao thấy tao đang ở 23 trên bảng ta. Đâu 30 23 ba, 30 là 23. Tao là 23 đó. Từ từ thôi ba mập. Trời ơi, cái đậu đậu mảnh rồi luôn. Tao đố mày được từ thôi. Mày hấp ta hấp tấp chi gì trời. Rớt xuống cái là chính luôn dưới luôn rồi. Ui, trời ơi, cả đâu 27 luôn rồi. Rồi, 26. Wow. Trời ơi, tôi khó thế. Bình tĩnh, bảo. Cố lên. Kia đó bảo. Tao mới cái 30 à. 30 luôn rồi. Trời ơi, 30 luôn rồi. Ê. Nghe chưa? Cố lên. 30 thôi. Trời, tới chế độ hát luôn rồi. Kin. Trời ơi. Hát co rồi nha, không phải đùa đâu. Khó lắm đó. Đây không phải là chuyện để đùa. Ui. Tao còn có 18 stat nữa là tao win rồi. Nghe nó hay mình đam mê các bạn. Ui, trời ơi, Bảo ơi, là Bảo. Ủa gì vậy? Ủa gì liên quan gì có thằng Bảo đây nữa? Tao đang đi thấy nó tao té. Lôi liên quan gì? Đúng liên quan luôn á. Ủa giờ tao chết tao đổ thường nghe được không? Đổ thường Bảo nghe ngọt sớt. Ôi, quỷ xàm. Trời đất mẹ ơi. Ủa thanh niên này hay vậy ta? À trời, thanh niên này tới level 63 rồi, hèn chi. Đâu rồi, cô bay quá trước. Trời ơi, Bảo mập 32 rồi, thôi, cậu chạy trước. Đợi không, đợi đi. À, thôi, đợi gì cầm lầy. Qua hot rồi nè. Ghê vậy? Ghê con mắt mày đi trước mà mày ghê ghê. Ê, trời, rồi, giờ 33 rồi, tao đi ra nè. Trời ơi, nó 35 luôn rồi, chứ 34 thằng này nữa. Vậy cũng được nữa hả? Sầm lông đi chứ. Đừng. Tôi ăn gian mới có xíu thôi mà. Ăn gian nữa trời. Game này nó ghét thằng nào ăn gian lắm. Chắc là mày đó. Tao nãy giờ có ăn gian tí nào đâu mà la. Đúng rồi, không có bao nhiêu mà tao kéo ngó thôi. Kia 35. 34 rồi kia. Tao sẽ đứng với mày. Khó lắm. Đây không phải là chuyện để đùa. Tại vì đùa ấy. Trời ơi, cái gì vậy trời? 36 thôi mà làm gì mà căng vậy? Trời ơi, bỏ mặt 34 rồi. Cố lên. Trời ơi, anh này mỏng lét vậy. Ui. Trời, cuộc đời tao ghét chứ mới thành mỏng lét luôn các bạn. À thôi, mỏng lét thì thôi, cứ mình cứ đi bình thường được rồi. Chứ mình khỏi cần phải xoắn hết cái đít lên. Đấy. Bố qua được rồi nha. Tao chưa qua được nha. Báo xong là qua luôn rồi. Ok, 38 rồi. Ôi. Ui, từ từ, chị đâu còn có đó, từ chị đâu còn có đó. Thì 34 là 34 Bảo đâu rồi, Bảo 36 luôn rồi. Trời đất mẹ, hai nãy đuôi ghê vậy ta. Cố lên, yeah. Qua được rồi, ấy chà. Mày ơi. Ê, tỉnh rồi, ôi. Anh hai mái té rồi các bạn ơi. Hi à. 37 à. Ui, 37 quá đi. Ui trời ơi, advent luôn rồi, tao tới level advent rồi. Nó 40 rồi, nó đùa là ghê quá mày ơi, Trời ơi, tới đây cứ những cái chết sầm lông ghê á trời. Không đâu mà chậm lại, trời ơi, tôi tức ghê luôn. 40 rồi, tôi mới 34 à. Bình tĩnh, đừng nãy, mày sẽ về chót thôi, đừng nãy. Ông quỷ bố tập mày nói chuyện cho tao rớt chạy. Đâu ông, đang lái, đang trượt, nó phát cười gớt. Đổ thừa không à mấy ông? Đổ thừa đúng chứ đổ thừa sai đâu. Ô, sao này khó dữ ta. Ấy, server này lỗi rồi, đổi server đi. Cái gì? Ý kiến gì, phải không? Đúng không? Lỗi hay ý kiến gì? Lỗi. Thiệt không? Đưa lên nói tôi lỗi chút nào ha. 40 rồi nè, đó. Cái gì mà nhanh vậy? Chút nào nè. Nó 41 luôn rồi kìa. Ai thằng Bảo Bạp nó 41 rồi. Nhảy mà sao mà nó không lên. Cái độ vọng khó thế.
Hai tụi bay chơi gì ghê vậy? Báo mày. 44 ngàn nhau, 44 ngàn nhau mày ơi. 41. Rồi. 41. Cố lên. Yeah. Ê cái cục gì vậy? Trời ơi 38. Cố lên. Cố lên. Ôi, thôi, tại sao lại cái chỗ đó lại rớt? Cậu lao thiệt chứ. Không tin luôn á. Bình tĩnh lại. Đúng rồi, bình tĩnh lại. Hít thở, hít thở, hít thở. Mày là mày hít vô bằng mũi, thở ra bằng mông thì có. Mày hít thở hoài. Đã thu rình cái phòng bây giờ. Ui. 43 nha cậu. Đúng cậu lao luôn á, cậu đi cùng ngang nó mà tự nhiên cậu rớt cái nó qua. Cái thứ gì á. Đúng rồi, mày rớt nó mới qua chứ mày ngộ quá. Ôi, ôi, cái này cái đó vậy cái, nào đổ dầu cho vậy lụ. Cái này nó bị hư rồi, cái bánh xe của tao nó bị hư rồi. Đừng ảo tưởng. Đang đi thẳng tự nhiên cái nó lệch sang bên ngon chưa? Đúng rồi, giờ mẹ cái nó mày thắc mắc cái đường đó ba. Đường thẳng mà. Trời ơi, biết nó qua được 4 rồi đó. Kẹt ở đây luôn quá các bạn. Quê. Rồi, ok. Ui, bỏ mập rồi. Ê, ăn gian được nào bỏ mập. Gian đi. Thôi. Làm người là không nên ăn gian nha. Làm người là không nên ăn gian. Hai bạn kế nhau rồi, ăn gian cái gớt là đi luôn nha. Có đôi bạn cùng thấy cùng nhau rồi đó. Ê, cái này bị lắc rồi mày ơi, ao ra chơi lại đi. Hả, à, cái nào lắc? Ê, lắc rồi. Lừa đó, lừa. Tao qua được rồi, 45 rồi. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà, nhưng mà của tao nó chạy nhanh không được, kỳ với tao, nó chạy chậm rì luôn á. Tao cũng chạy chậm rì mà. Ủa ngộ vậy? Ngộ mày đi chứ ngày giật mà mày đi nhanh mày điên rồi. Cũng đúng nha. Ngu nó là đua speedrun. Bậy rồi, speedrun gì cầm này nữa. Ui trời ơi. Khó thế. Rồi rớt luôn. Ẩu phỏng. Sẽ đi thay mày. Khó kinh. Lập. Đố sáng đây quề nha, đừng để thua nha. Trời, cái gì vậy? Tao không tin luôn á. 46 khó. Rớt nữa không? Đúng rồi. Hay vậy bá mập, hay vậy? Hay vậy sao còn bị dập mặt rồi? Vậy mà qua đó. Kin. Kin. Ai da, đâu còn 47. Ôi. Mình sẽ vượt, cố gắng mình vượt, vượt cũng 47 này, vượt vượt qua luôn nè, vượt qua luôn. Đây là cơ hội của mình. Từ từ 48. Đấy cả được. 47. À, Gia đang 47, mình đang 48. Ok, ok. Rồi, mọi chuyện chơi ổn rồi. Cái chỗ 48 này có vẻ ổn. Dễ mà. Có chỗ nào bấm vô cho nó lên 50 luôn ta? Có. Skip tay kìa. Skip. Một lần skip. Ủa cha. Đi chậm chậm đó bấm mập. Đi chậm chậm thôi. Từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Mày đi chậm thôi. Không có gì để trơn hết trơn á. Ủa nó đi nhanh kinh. Cố lên Vami ơi, cố lên. Tao lú bên đây rồi. Hả, bên nào vậy? Chính khó quá mày ơi. Ui. Ui, skip. Ui. Rồi bay xuống luôn, tao thấy bay hụt bích xuống luôn. Trời ơi. Ngược lắm, chờ tao, cái đó là hành động chờ tao đó. Ai rảnh đâu mà chờ mày. Bây giờ đó là màn cuối rồi. Để mình rồi, hai mày màn cuối luôn rồi. Thôi tao đi về. Và mình nhanh tay dùng robot chuyển qua bên xe đạp. Kiếp thay xong. Ôi dồi má ở qua được rồi. Tới phút quan trọng là nó qua được. Mà giờ nó tới đó rồi, chơi tầm gì nào mày nữa các bạn. Dạ nó thắng bây giờ, dạ thắng rồi. 50 rồi. Win. Trời ơi, trong khi mình đang 49 nó 50 rồi. Win. Trời ơi. Là 49 có 50. Khó phải trưởng la luôn á chứ không phải đùa đâu. Cái chỗ này phải thẳng. Quỷ ba mập nó lợi dụng cái nó đi mất tiêu rồi, thứ gì á. Thì mày đang hướng dẫn mà cuộc đua còn, đâm ra là thôi tao. Ủa hết rồi mà, 50 là win rồi ba. Không, tao biết mày thắng rồi, mày nhớ rồi đó đúng không? Nhưng mà cái đường đua này còn, nó còn đến 70 lận, tao đi cắm phá chơi. Ồ, ui trời, đúng ghê luôn. Ê kia, mày thử mày làm mẫu lần mày qua đường này thử coi kia, tao coi kia. Năm mấy? 50 mém, tao mới nói khó dạy, mày cũng khó dạy là sao? Tao kêu khó vãi chứ khó dạy đâu mà khó dạy. Nghe có dạy. À, nó đang 54, nãy giờ nó chưa thoát được 54 luôn nè.
Mày ôi mày cử nó dễ lắm mà, khó lắm á ba. 54. Ông mày, cố lên, cố lên. Cố lên. Yeah! 55. Yeah. Trời trời trời. Khó. Trời yeah, qua được rồi. Má ơi. Khó kin. 34 chính vẫn chưa lên 50. Cái chỗ này thấy vui quá nên ta chưa hoài. À phải nồi. Ôi. Cái đường này khó lắm nha. Không giỡn được đâu nha. Khó ta. Vậy sao chừng nào mới lên được 70 trời. Rồi 50 rồi. Yeah. Win. Yeah. Xong. Yeah. Các bạn coi nè, tôi 50 mà mấy khứa kia nó đang năm mấy? Nó 55. Rồi tôi 50, nó 55 mà nó thua rồi. Đấy, cái đuôi 50 mà. Rồi ok, dừng clip luôn. Rồi ok các bạn. Thì ba đứa mình sẽ dùng video đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một xem cho nó của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video ngày các bạn nhé. Mình 50 hay nó 55, nó thua. Bye bye mọi người. Ok ok, rồi rồi mày thắng rồi đó.